Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang nha. Hôm nay mình theo anh Dân, anh Ba, anh Dũng đến ấp Mỹ Phúc, xã Thiện Chí, cái bè Tiền Giang. Anh Dân ơi, bữa nay mình đi quay cưa cái gì anh? Bữa nay anh cưa cây bằng. Dạ. Với mấy cây dừa. Dạ. Cây bằng này nó nghiêng qua vườn người ta. Dạ. Anh thử anh cưa chắc còn phải treo dây, anh mới kéo về bên vườn mình, đã nghiêng qua vườn ta hơi nhiều. Dạ. Rồi. Em thấy anh cưa từng giống như là cái bậc thang vậy. Tại vì cái gốc nó hơi lớn đó. Dạ. Mình ôm nó hơi khó leo. Anh làm nấc cho nó leo cho nó khỏe, với cái độ cao nó cũng hơi cao quá đó. Dạ. Làm nấc cái leo nó đỡ một tí xíu. Dạ. Rồi em cảm ơn anh Dân rất rồi, nhiều. Chào cả nhà. Dạ. Kéo cái máy cưa lên nha cả nhà.
đi không ấy? Tôi đang livestream mà cái thằng kia nó khóa tôi tới nhà rồi. Nó chỉ lấy đất để chợ mình cái nhà. Ai á? Ui á! Thằng nhỏ nó bắn cu li đó, nó bắn chúng mình á. Chèo cái nhánh đó nha cả nhà. Nhân này lớn nè. Hụt dây rồi. Không? Ngã xuống đi, cho ngã cái qua đây nè. Cho ngã cái ấy qua đây nè. Buông đây. Xả cho nó rớt đây đi. Nó bị dướng rồi, có kiếm cụ móc móc mới được. Vì cái nhánh này nó gieo bên vườn ta nè. Nó bị dướng ngay chăng cái đọt của cây gáo á. Rồi tôi qua bển kéo nó cho nó rớt xuống cả nhà. Dính ngắt luôn á. Dưới cái nhánh trên đó rồi. Dưới cái đọt cây gáo đó. Nó bắt cái nạn vô nhánh cây gáo trên kia rồi. Bước lên cây luôn, bước lên cây, nhìn nhảy, bước lên luôn. Không có nhảy đâu, bước lên đi. Alo. Alo. Đó. Đó. Đó đi, bắt đi, đó đi. Ngày rút lên con qua mới được. Dướng nguyên nhanh bận anh nằm chứ á. Chắc vượt qua thêm cái nhánh thôi cả nhà. Cái này cũng mọt khá lớn. Nhánh nó bự quá. Chỗ anh Dân, cái nhánh anh Dân đứng thôi, nhánh rất bự. Cây
luôn cả nhà. Về ngăn quá. Ừ xả đúng, ừ xả đúng rồi, rồi rồi đúng rồi. Ăn nữa. Ăn luôn đi. Xong rồi cả nhà an toàn. Alo. Mấy anh dân có bản lĩnh đó không? Mai với anh Dũng cưa những hàng vườn cả nhà. Wow.
nó ăn mấy con mì. Có rau gì không? Không vịt đâu. Sáng tao tranh thủ tao ăn đi. Không ăn lo cái thân chứ. Đi xuống hạ nguyên cây hay anh Dân? Hả? Xuống hạ nguyên cây hay gì? Ừ. Anh Dân được cái máy hạ nguyên cây nó bự dài hơn mà hạ nổi không á? Nguyên cây hạ nổi không á? Hay xuống đây cương khúc nữa rồi, hả? Em hờ hờ đấy hay cưa được cương khúc nữa đi. Thôi tùy anh thợ cưa, em đâu phải thợ cưa. Nguyên luôn đi. Hả? Xuống khứa hơn khúc nè, khứa khúc ngang đây nè. Cho gớt xuống rồi mình chia làm hai được không? Thường thường vậy á. Chày cái cây hết rồi còn gì nữa. Con xuống. Nghỉ hoài luôn. Ai cho nghỉ chưa? Mới 12 giờ mà nghỉ gì? Chuẩn bị anh Dân sẽ cắt cái cây hoặc này như thế này. Mệt không anh Dân? Ôi, mệt. Em có thấy mệt gì đâu. Cứng bóng mà thử lỡ làm. Dạ. Bóng mà 12 giờ chưa đó cả nhà. Thôi. Oh, my God.
này khá cao. Anh Dân đã kêu anh xong cái bạn nữa cả nhà. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp video mới tiếp theo. Rồi, về đâu, về đi.